Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay Triệu có về một lô bông trang với nguyệt quế, kim quýt, mai chiếu thủy giao lưu với cô chú anh chị mình. Đó, đây là lô hồng phấn. Đó, em có mấy cây nha, để em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đây là hồng phấn ta mình nha, hàng thường chậu. Bữa nay lên bông lại rồi, có nhiều cây lên bông em lợi rồi cái em mới giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đây là một A. Dạ đúng rồi anh. Cái này trồng ban công hành lang rất là đẹp luôn, sân vườn mình rất là đẹp luôn nha. Tạo cho mình một cái không gian bông hoa, đầy bông hoa màu sắc rất là đẹp. Hồng phấn siêu bông. Chiều cao lên là 48. Tán ngang là 38. Đây cây 1A, mã số 1A của chú anh chị mình có chốt thì nhớ để 1A giùm em nha. Thân của nó thì bự hơn ngón tay cái của em. Đó, đây cô chú anh chị mình xem giùm em. Có giá là 250k bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu ở tại khu vực Hòa An, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 2A. Chiều cao lên là 50, tán ngang tàn lớn nhất là 40. Đó, hoành này là khoảng cỡ 78 nha. Đó, bự hơn ngón tay cái của mình nha cô chú anh chị mình nha. Đó, bự hơn ngón tay cái cỡ 78. Em chỉ đón hạo vậy thôi. Đó, bữa nay lên bông đẹp rồi em mới giao lưu với cô chú anh chị mình tiếp tục nha. Đó, 2A cũng có giá là 250k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó. Đó, đây là tới cây 3A. Cây 3A mã số 3A. Cô chú anh chị mình có chốt hàng nhớ để 3A giùm em nha. Đó, để mã số A giùm em để em biết để khỏi lộn nha. Đây, chiều cao lên là 47. Tán ngang là 40. Đó, mini bonsai rất là đẹp á, mini mời trồng ban công hành lang rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình nha. Cốt thì bự hơn ngón tay cái của em. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em. Cỡ 78 đó. Đó, nói chung là cây rất là già, cây này cũng khoảng 3-4 tuổi rồi. Đó, đây cây 3A em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 250k bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây mã số 4A. Chiều cao lên là 48, tán ngang là 40. Một cây một cốt luôn, cái này là nó ra bông quanh năm. Dạ, cái này là thần chậu rồi. Đây, bự hơn ngón tay cái của em nha. Cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em. Đó, để tránh trường hợp mà bị lộn nha. Đó, cũng có giá là 250k, em bao phí ship toàn quốc luôn. Đó. Đây tới em có mấy cây bông trang vàng, cũng là lá nhỏ luôn. Bông trang vàng lá nhỏ, hàng này cũng như là thần bầu, như là thần chậu rồi. Tại vì em bứng rất là lâu rồi nha, cũng cỡ gần một tháng rồi, bảo đảm với cô chú anh chị mình luôn, không xuống bông, không xuống lá luôn. Đó, hàng này cô chú anh chị mình về vô chậu Tết có bông rất là đẹp. Đây, chiều cao lên là 50, tán ngang lớn nhất của nó luôn là 50 luôn. Đó, đây gốc này thì em đo hạo thử ra đi gần hơi nữa. Gốc hoành này thì có 8 thôi nha. Đó, hoành chỉ có 8 thôi. Đây, cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 350k. 350k em bao phí ship toàn quốc luôn nha, 350 ngàn. Đó, cây 6A cũng là bông trang vàng lá nhỏ luôn, hàng này thuần bầu thuần chậu, bảo đảm với cô chú anh chị mình bao sống bao ship. Chiều cao lên là 68, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 58. Hoành này khoảng cỡ 9 thôi. Hoành này là cỡ 9 thôi nha cô chú anh chị mình nha. Đó, nói chung là hoành là cỡ 9 thôi. Mã số 6A cũng có giá là 350k, bao phí ship toàn quốc luôn. Dạ thừng bầu anh. Này là em bảo đảm bao sống bao ship luôn. Đó, cây này là em bao cho cô chú anh chị mình toàn trọn vẹn luôn nha, không xuống lá nhiều luôn. Tại vì là cái này là cũng như là thừng chậu vậy đó. Đây cây, tới cây mã số 7A. Chiều cao lên là 80, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 65. Cái này là đang chuẩn bị tạo nụ để lên bông, cô chú anh chị mình có thể xài bông Tết luôn. Em bao cho cô chú anh chị mình luôn nha, để có bông Tết xài luôn. Đó, cây này hoành khoảng cỡ 9-10 thôi. Hoành là khoảng cỡ 9-10 đo tại vị trí này, để em đo hạo thử cho cô chú anh chị mình đều biết nha. Đây, 9. Đó. Đây, cũng có giá là 350k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó. Mã số 8, cũng là bông trang vàng lá nhỏ luôn nha. Đang lên bông rất là đẹp luôn. Nói chung là hàng thuần bầu thuần chậu của chú chị mình cứ an tâm, thoải mái vô tư mà về vô chậu lại để lấy bông xài Tết rất là đẹp luôn. Đó, màu vàng là màu quy hoàng luôn nha.
cao lên 83. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 63. Đó, bông trang vàng lá nhỏ. Bông trang vàng lá nhỏ đang búng tược non sum xê rất là đẹp. Đó, mã số 8A. Đây, cái này phải cỡ 9 thôi anh. Hoành này cỡ 9 10 trở lại thôi. Đó, cũng có giá là 350k luôn. Bao phí ship toàn quát cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó. Đây, tới mã số 19A. Mã số 9A. Chiều cao lên là 59, tán ngang tàn cũng là 60. 9A. Hoành này cỡ 8 thôi nha. Hoành này là cỡ 8 thôi nha cô chú anh chị mình nha. Bông trang vàng lá nhỏ luôn. Màu vàng là màu huy hoàng luôn nha cô chú anh chị mình nha. Nó rất là đẹp. Đó, cây 9A này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 350k bao phí ship toàn quốc. Mấy cây này là rất là lớn tuổi hết trơn rồi nha cô chú anh chị mình ha. Cũng tầm từ giá 4-5 năm rồi. Đây, tới bông trang đỏ. Đỏ lá nhỏ, hàng này cũng em bứng bầu nhưng mà này cũng đã thuần bầu rồi. Nhưng mà cái này thì cũng cứ rớt lá sơ sơ nha. Về tới nhà của chú anh chị mình nó cũng rớt lá, cô chú anh chị mình cũng an tâm. Để trong nhà, để cho vô chậu, để vô mát khoảng tầm 10 ngày sau để ra nắng lại. Đó, còn cô chú anh chị mình muốn lấy bông xài Tết thì cứ liên hệ với em. Em sẽ chỉ kích thích lấy bông xài Tết. Đó. Đang búng tược non rất là nhiều. Cao lên 68. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 90. Bông trang đỏ lá nhỏ, mã số 10A, một gốc 3 thân. Chúng em chưa moi củ đế ra tại vì lý do tại giờ bông đang lấy bông. Moi ra nhiều quá nó sẽ si cây. Tổng của nó luôn là 24. Một thân của nó khoảng cỡ 8 thôi. Nhưng mà tổng 3 thân là 24. Đó, bông trang đỏ lá nhỏ luôn. Đây, cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mà luôn có giá là 700k. Bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó, một gốc 3 thân. Bao sống bao ship. Đây, tới mã số 11A, dáng thông. Đó, cô chú anh chị mình về để đứng cây lên rồi vô chậu lại giùm em nha. Tỉa sơ sơ lại giùm em luôn. Cao lên là 1m. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 68. Đây, một cây một cốt. Đó, vàng xương rất là chắc chắn luôn. Đó, tược của nó là khoảng bằng ống hút hết trơn rồi, rất là dày xương nha. Đây, đo hoành tại vị trí này luôn là chỉ có 10 thôi. 11 yếu một chút, tính 10. Đó, bông trang đỏ lá nhỏ luôn. Đây, cụ đế rất là đẹp luôn nha. Này cũng có giao lưu với cô chú chị mình luôn, có giá là 650k. Đó, 650k bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đây, tới cây bông trang đỏ lá nhỏ luôn, mini rất là đẹp luôn, mã số 12A. Cây này của chú chị mình về để đứng cây lên gì này giùm em nha. Thì nó rất là đẹp luôn. Vô chậu để đứng cây lên gì giùm em đi. Đó, tại bứng bầu nó hơi nghiêng. Chiều cao lên là 55. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn cũng là 56. Đó, trang và đỏ lá nhỏ. Đang búng tược non sum xê của chú chị mình. Cứ để bông xài Tết là đừng cứ để yên nguyên gì. Vô chậu để trong mát giùm em khoảng 10 ngày. Đó, đây để em đo hoành nó thử coi nha. Hoành đo tại vị trí này luôn là 11. Rồi. Có giá là 600k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, mã số 12A, 600k, bao phí ship toàn quốc luôn. Mã số 13A, đó cũng là bông trang đỏ lá nhỏ đang có bông rộ rất là đẹp luôn. Về cô chú anh chị mình cắt bông bỏ hết giùm em để mình lấy bông xài Tết nha. Chiều cao lên là 63. Tán ngang tàn của nó luôn là 65. Bông trang đỏ lá nhỏ nha. Đây, để em đo hoành luôn. Hoành thân đo tại vị trí này luôn, chỉ có 10 thôi. Đó, nhưng mà màu đỏ rất là dày tàn. Cái này cũng đã tỉa ra 4-5 lần rồi, nó mới được tàn, nó mới dày được như vậy nha cô chú chị mình nha. Đó, bao sống bao ship cho cô chú chị mình luôn. Cũng có giá là 600k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Chỉ có 600k thôi bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đây, tới cây mã số 14A. Cây này về của chú anh chị mình về để đứng cây lên gì giùm em nha. Để đứng cây lên rồi vô chậu lại giùm em luôn. Đó. Đây, để em đo thông số luôn, mã số 14A. Chiều cao lên 80. Tán ngang tàn là 90. Một gốc luôn nha cô chú anh chị mình, rất là đẹp.
cây liền lạc rất là già. Nói chung là tỉa qua cũng sơ, qua cũng là 4 năm cơ đọt rồi, của chú chị mình cũng an tâm. Đây, đo tổng vị trí hoành gốc của nó luôn là 17 yếu chút, tính 16. Rồi, xây đây. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em. Đây, rất là đẹp. Tàn rất là tròn, rất là lớn. Đây, cũng có giá là 700k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Trang đỏ lá nhỏ. Rất là dày tàn. Đây, tới mã số 15A. Về của chú chị mình để đứng cây lên gì nè giùm em nha. Đó, rồi vô chậu lại. Vô chậu lại của nó là nó rất là điều tàn luôn nha. Này búng ra một cơ đọt nữa thôi là bảo đảm với cô chú chị mình rất là đẹp luôn. Đó, rất là dày tàn rồi. Tán ngang tàn 70, lớn nhất của nó luôn là 95. Đây. Đó, hoành của nó luôn là 12. Hoành là 12 nha. Mã số 15A. Đây, cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 650k, bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898997764, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới em có hai cây kim quýt. Đó, kim quýt này chúng em bứng, nhưng mà lấy cái miếng cây vô tôi chim lên cái. Đây. Nhưng mà hàng này đã thuần bầu rồi nha cô chú anh chị mình ha, đang búng tược non sum xê ra luôn nha. Mã số 16A. Đang búng tược non sum xê ra. Kim quýt. Đó. Chiều cao lên là 150. Chiều cao là 150 nha. Đây, tán ngang để em đo hạo nó các anh. Đây, tán ngang đo hạo của nó luôn là 135. Đó, 140 mà chúng em tính 135 thôi. Dạ, kim quýt. Đó. Trái đỏ rất đẹp. Đó. Dạ đúng rồi, kim quýt này kim quýt ta mình nha. Đó. Dạ đúng rồi, cái này là chị Ho rất là hay luôn. Đó, cây này thì rất là lâu lớn. Cô chú anh chị mình đã xài kim quýt thì đã biết rồi, những cây này nó rất là lâu lớn. Hoành đo tại vị trí này mã số 20. Đó. Cụ đế nơm rất là đẹp luôn, cụ đế là 29. Đó, mã số 16A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Kim quýt. Đó, tàn tròn đều đẹp luôn. Dạ. Đó. Đây, để em đổi cái bàn quay này cái nha. Đây, cây đó với cây này là một cặp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Rất là đẹp. Đó, mã số 17A. Nó tàn tròn đều luôn nha. Chiều cao lên là 150 luôn. Tán ngang tàn của nó luôn cũng là 135. Kim quýt. Đó, kim quýt ta của mình. Đây, hàng này là cô chú anh chị mình đảm bảo cho cô chú anh chị mình là rất là đẹp luôn nha. Đó, mã số 17A. Đây, hoành đo tại vị trí này luôn là 17 nha. Đó. Đây. Nói chung là tược nó đang muốn tược non ra rất là tốt cây nha cô chú anh chị mình. Em đảm bảo bao sống bao ship. Nó về là cô chú anh chị mình trồng trong vòng 1 tháng chết một em đền một. Đó, hoặc là em trả tiền lại cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, theo lời hứa của em bao cho cô chú anh chị mình luôn. Kim quýt mã số 17 cũng có giá là 2 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó. Mã số 17 có giá cũng là 2 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó. Đây, thấy em có hai cái phôi mai chiếu thủy da đen, lá chung bông chùm, hàng cũng đã thừng bầu rồi. Nó đang búng tược non sum xê, chiều cao lên là 79. Đó, mai chiếu thủy da đen. Đó. Đây, lá chung nha cô chú chị mình ha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, hoành đo tại vị trí này luôn là 37. Đó. Cụ đế của nó luôn là khoảng cỡ 104. Đường kính bầu của nó luôn là 57. Đây, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em đế điều nha. Rất là đẹp luôn. Đó, đế là điều luôn nha. Đó, tai chi đang búng tược non ra sum xê. Mã số 18 em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 1 triệu 1 triệu tư bao phí ship toàn quốc.
1.400.000. Em bao phí ship toàn quốc cho cô tính chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0898997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Em tên Triệu, ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đây tới mã số 19A. Đó. Cũng là mai chiếu thủy da đen, lá chung, bông chùm, cao lên là 69. Đó, để em quay một vòng em sẽ báo thông số cho quý anh chị mình luôn. Cây liền lạc không hư một chỗ nào. Đó, loại da đen này thì nó không bao giờ hư một bậy nha. Đó, hoành là 40. Đó, cây mã số 19A. Đó, cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 1.600.000. Bao phí ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn. 1.600.000. Bao phí ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0898997764, đó là số Zalo và Facebook. Đây, tới em có 3 cây nguyệt quế, lá chung, bông chùm, thân sari. Bao cho quý anh chị mình luôn, hàng phôi nhưng mà chúng em bao sống, bao ship. Đây, về quý anh chị mình để đứng cây lên giùm em nha. Rồi vô chậu lại, để cho trong mát, che mát đó, tầm khoảng cái chừng 10 ngày, 15 ngày để cho nó bún tược non ra. Cây này cũng đang bún tược non ra luôn. Chiều cao lên là 125. Dạ, đây. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Đó, cây này cũng đang bún tược non luôn nha. Cô chú anh chị mình an tâm. Mã số 20A. Em quay một vòng rồi em báo thông số cho cô chú anh chị mình luôn. Cây liền lạc không hư một chỗ nào. Hoành đo tại vị trí này luôn là 64. Dạ đúng là không sao anh, cái này nó liền hết trơn rồi. Đó, đo tại vị trí đó luôn là 64 nha. Đó, cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 2 triệu bao phí ship toàn quốc. 2 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, nguyệt quế, lá chung, mông chùm, thân sari, cây rất là lớn. Mã số 20A. Đây, tới mã số 21A. Cũng là nguyệt quế, lá chung, bông chùm, chi tay đều. Đó, ta chơi, cô chú chị mình chơi tàn rừng rất là đẹp luôn. Cũng đang chuẩn bị bún tược non ra xum xê luôn nha. Đang nảy mầm những tược non ra. Cô chú chị mình an tâm. Em bao sống bao ship cho cô chú chị mình luôn. Nếu mà có chết một em đền một. Cao lên 135. Vàng xương của nó luôn là 90. Đây, đây là cô chú anh chị mình xem cái nảy mầm này nè. Đó, những cái múp mầm này nó đang chỗ ra nha. Đó, cây rất là liền lạc. Đó, rất là lớn nha. Em sẽ đo bỏ cái nhánh bên đó ra để cho cô chú anh chị mình biết cái cây nó diện tích gốc nó sẽ lớn cỡ nào. Đó, bỏ hết những nhánh này ra. Đây, đo tại vị trí này luôn là 73, yếu chút tính 72. Đó, em để cây thước em quay một vòng cho cô chú anh chị mình tham khảo điều biết nha. Đó, tính 70 thôi. Đó, quanh gốc này tính 70 cho cô chú anh chị mình thôi. Có giá là 2 triệu rưỡi bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Cây này có thể nặng tới 70kg nha, 70-80kg ăn lên nha cô chú anh chị mình nha. Mã số 21A. Tới mã số 22A. Đó, chính là một cây nguyệt quế luôn. Đó, đây. Cây này dáng bay rất là đẹp luôn nha. Mã số 22. Đó, dáng bay, bay này là bay nằm sắp luôn, rất là đẹp. Đó, mã số 22A. Đây, chiều bay của nó luôn là 125. Chiều bay của nó luôn là 125 nha. Giống như một con thú đang bay luôn nha cô chú anh chị mình. Đó, hoành là 42. Đó, đây, cây mã số 22 em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 1.600.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. 1.600.000 bao phí ship toàn quốc. Đó, tới em có một cặp nguyệt quế, cặp mai chiếu thủy, cặp mai chiếu thủy cổ. Đó, tai chi ngoái nhạo tứ diện. Đó, cây rất là già, cô chú anh chị mình về để đứng cây rồi vô chậu lại giùm em nha. Mã số 23A. Đó, hàng thường chậu đảm bảo cho cô chú anh chị mình luôn. Tại vì em chậu lớn quá em phải bỏ chậu để em đem cây về nha.
chiều cao lên là 170. Tán ngang tàn của nó luôn là 115. Tai chi ngoái nhạo hết trơn luôn. Tai chi rất là lớn nha. Da đen, lá chung, bông chùm. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em. Rất là đẹp. Mã số 23A. Đó. Đó trên này đi. Đây, hoành đo tại vị trí này luôn là 37 nha. Đó, 37 hoành. Đây, đem đo đường kính bầu để cho cô chú anh chị mình biết về vô cái chậu của nó nha. Đường kính bầu là 53. Đó, phía bên đây của nó là 60. 53 với 60. Đó. Đây, cây mai chiếu thủy da đen, lá chung bông chùm. Đó, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn có giá là 3.4 triệu. 3.4 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 3.400.000. Bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu, ở tại khu vực Hoàng, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đó, tới cây mã số 24 về của chú chị mình để đứng cây lên gì vậy nè. Đó, vô chậu lại giùm em. Cái này là cây rất là già, chim vô luôn. Này là bao già cho của chú chị mình luôn nha. Dạ đúng rồi, nó đi một cặp anh. Đó, em đo chiều cao 24. Đây cũng là 1m7 luôn. Chiều cao cũng là 1m7, tán ngang của nó là 110. Đó, mã số 24. À. Cũng là da đen, lá chung bông chùm. Đó, cây liền lạc không hư một chỗ nào. Đó, nhìn rất là lực luôn. Bông rất là thơm, mai chiếu thủy. Đó, bông thì nó rất là thơm nha. Thơm là khỏi chê luôn. Đó. Đây, hoành là 37. Đó, tại nhỏ nhất của nó luôn, 38 tính 37. Em đo đường kính bầu đi ha. Đó, đường kính bầu của nó luôn là 60. Đó, đây, bầu này cũng khá tròn. Đường kính bầu là 60. Cái này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 3.4 triệu. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình đã ủng hộ clip LTK Bonsai. Cô chú chị mình hãy bấm đăng ký kênh để chúng em săn những hàng độc lạ phục vụ cho cô chú chị mình. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.